Vậy là đội tuyển Việt Nam đã nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước đối thủ Indonesia và dừng bước tại Asian Cup năm nay dù vẫn còn một trận đấu nữa. Có quá nhiều điều để nói về trận đấu trên sân vận động Abdullah bin Khalifa và chắc chắn chúng ta muốn nghe đánh giá, tâm sự cũng như là những chia sẻ của huấn luyện viên hai đội, đặc biệt là huấn luyện viên Philippe Chuzier sau trận đấu. Tuy nhiên thì sắp tới thì chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và chúng ta đều biết được rằng là trận đấu đó thì chúng ta vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu tối đa đó là 3 điểm. Bởi lẽ là trong bóng đá thì chúng ta luôn luôn phải nỗ lực đến trong mọi hoàn cảnh. Về trận đấu ngày hôm nay thì tôi hài lòng về những diễn biến ở trong hiệp 2, đặc biệt là về tinh thần của các cầu thủ khi mà đội bóng của chúng ta bị dẫn trước. Mặc dù là các cầu thủ phải chịu một cái áp lực khi mà đối thủ ghi được bàn thắng hoặc có lợi thế dẫn trước, đặc biệt là vào một cái thời điểm rất là nhạy cảm, đó là một quả penalty vào cuối hiệp 1 nữa. Tuy nhiên thì tôi hài lòng về cách các cầu thủ đã rất nỗ lực, rất cố gắng và giữ vững sự tích cực cho đến những phút cuối cùng nhằm chiến thắng bàn thắng. Đồng thời là họ cũng rất nỗ lực trong các tình huống mà bị phản công và luôn luôn là có sự cân bằng cuối cùng để đảm bảo là đứng sau là được duy trì. Đương nhiên là chúng ta phải nhìn nhận được là từ trận đấu này có rất là nhiều các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ đã có sự thể hiện rất khác biệt và thậm chí là vượt ngưỡng những gì mà khả năng bình thường của em đã làm được, thì đây là một điểm mà tôi muốn ghi nhận. Để nói về tính chất của hai trận đấu thì có thể nói là chúng ta có sự so sánh một cách chuẩn xác, bởi lẽ Indonesia của năm 2004 và hiện tại thì đã rất là khác nhau rồi. Như chúng ta có thể thấy ngày hôm nay thì Indonesia họ sở hữu một đội hình giàu sức mạnh và chất lượng của đội hình Indonesia thì rất là khác với Indonesia trước đây thường xuyên thi đấu tại AFF Cup hay là SEA Games. Đặc biệt khi mà hiện tại thì sức mạnh đội hình của Indonesia có thêm sự bổ sung của rất là nhiều các cầu thủ lai. Vì vậy mà tính chất của trận đấu ngày hôm nay khi mà Việt Nam đối với Indonesia thì có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều so với các trận đấu trước đây. Về tổng quan thì tôi nghĩ là trận đấu ngày hôm nay là một trận đấu hay cả hai đội trong một cái hiệp đấu. Và cuối cùng thì cái sự khác biệt về mặt kết quả đến từ một cái chi tiết nhỏ, một cái sai số ở trong khu vực bóng cấm của Việt Nam. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, trong hiệp 2 thì tôi rất hài lòng với tinh thần và ý chí của các cầu thủ để làm thế nào có thể tìm kiếm bàn thắng lúc tự dòng. Tinh thần mạnh mẽ này cũng chính là điều mà tôi đã nói với các cầu thủ ngay sau khi kết thúc trận đấu, đó là trong bóng đá thì trong thể thao nói chung đó, chúng ta luôn luôn có kẻ thắng người thua. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đã nỗ lực hết mình, thì kể cả khi chúng ta thua thì chúng ta cũng không còn gì để đối tiếp hay cúi đầu. Để nói về thời gian ở giữa hai hiệp đấu thì tôi chủ yếu tập trung vào các sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cho đội bóng. Chúng tôi thực hiện hai việc thay đổi người. Nhất đó là thay đổi của Thái Sơn, bởi lẽ là Sơn có vẻ là hơi ngợp trong hiệp đấu đầu tiên. Còn ngoài ra thì chúng tôi thực hiện sự thay đổi người với Tuấn Hải, bởi vì Tuấn Hải đã gặp một chấn thương và không thể tiếp tục. Bản thân các cầu thủ thì trước đó là họ cũng đã có những sự trao đổi với nhau và củng cố tinh thần động viên lẫn nhau thì tiếp tục vào hiệp đấu thứ hai. Đương nhiên là lúc đó thì ở thời điểm đó, ở thời gian giữa giờ thì chúng tôi cũng có những khó khăn khi mà phải nhận một cái bàn thua từ quả penalty, từ trận penalty ngay ở những thời điểm cuối của hiệp 1. Bản thân tôi thì tôi tôn trọng quyết định cuối cùng của trọng tài. Và chúng tôi hiểu được rằng là hiệp 1 đó là một khó khăn khi mà Indonesia họ chủ động được cuộc và có những tình huống vào bóng cũng như là áp sát rất là mạnh, quyết liệt. Tuy nhiên thì có một vài tình huống mà chúng tôi đã tạo ra được cơ hội nhất định. Ngoài ra thì trong hiệp 2 các cầu thủ đã tạo thêm những cơ hội khác sau khi có những cái sự điều chỉnh chiến thuật. Để nói về các hậu vệ bao gồm cả Thanh Bình cũng như là Bùi Hoàng Việt Anh về sự thể hiện của họ trong trận đấu ngày hôm nay, thì thứ nhất là trong thời gian mà giữa giờ thì cùng với những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật thì tôi cũng có trao đổi riêng với họ, đó là làm thế nào để kiểm soát được tốt hơn và có những cái sự chuẩn bị để truy cản tốt hơn các tình huống mà triển khai bóng từ Indonesia. Và rõ ràng là trong hiệp 2 thì thái độ phòng ngự của họ cũng như là các tình huống truy cản của Bình cũng như Việt Anh đã tốt hơn rất nhiều. Sau trận đấu thì tôi có nói chuyện riêng với cả Thanh Bình,
thì để tôi đưa ra một đánh giá nhận xét chung về những gì mà Bình đã thể hiện trong riêng trận đấu thứ hai, thì tôi có thể nói là Bình đã dám chơi và dám đương đầu với những trách nhiệm như là thử thách khó khăn trong trận đấu thứ hai này. Cậu ấy gần như đã vượt ra những cái rào cản, những cái giới hạn của bản thân mình trong hiệp đấu thứ hai. Với lẽ bình thường thì Thanh Bình là một cầu thủ, tuy nhiên về mặt thể hiện tính thần thái độ thì luôn luôn là có một gì đó, một chút gì đó mà ngại ngùng và rụt rè. Và cá nhân tôi nghĩ rằng, và tôi cũng nói với Bình từ sau trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc, đó là những cái gì mà Bình thực hiện trong hiệp hai. Tôi không trách mắng gì Bình cả. Cậu ấy cũng như là Hoàng Việt Anh đã làm rất là tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong gần như xuyên suốt cả trận đấu. Đương nhiên trong bóng đá thì sẽ có những cái sai số cá nhân mà chúng ta khó lòng tránh khỏi. Tuy nhiên thì từ trận đấu này thì cậu ấy chắc chắn là rút ra được rất nhiều bài học, không chỉ từ sai lầm đó mà từ những cái gì tích cực mà cậu ấy thể hiện trong hiệp đấu thứ hai. Để hướng tới những trận đấu sắp tới ngay sau đây mà chúng ta sẽ thi đấu. Bản thân tôi như tôi đã nói đó là tôi tự hào về sự nỗ lực của toàn đội cho đến những phút cuối cùng. Kể cả khi chúng ta thua thì chúng ta luôn luôn có nỗ lực và chúng ta không đầu hàng. Một số điểm mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần cải thiện đó là mặt thể lực của cầu thủ, để làm thế nào có thể đảm bảo được duy trì được tính liên tục và hoạt động cường độ cao trong suốt trận đấu. Hiện tại các cầu thủ cũng đáp ứng được điều này trong khoảng 60-70 phút của trận đấu. Tuy nhiên thì cả về mặt cuối trận thì có thể là cái nền tảng thể lực của cầu thủ không còn đảm bảo để duy trì được cường độ rất cao như tôi yêu cầu. Bản thân thì lối chơi của tôi, những yêu cầu của tôi đặt ra cho các cầu thủ thì luôn luôn là có sức phải cần cái sự chủ động và di chuyển của các cầu thủ. Khi chúng ta không bóng, các cầu thủ cần áp sát nhiều hơn, thúc đẩy các cầu thủ lên cao hơn, và khi kể cả khi đội chúng ta có bóng thì các cầu thủ hỗ trợ không bóng thì cũng phải di chuyển. Vì vậy mà mỗi trận đấu thì có thể là các cầu thủ chạy trung bình là 8-9-10 km. Tuy nhiên là hiện tại thì để thúc đẩy các cầu thủ thì đương nhiên là tốc độ của giải đấu trong nước của Việt Đức thì đương nhiên là phần thúc đẩy hơn. Anh hầu như tất cả các cầu thủ của Việt Nam hiện tại họ đều thi đấu ở trong nước mà thôi, và rất là nhiều những tình huống của như ngày hôm nay chúng ta biết được rằng là trước một đối thủ như vậy thì họ va chạm rất mạnh và liên tục, thì đương nhiên là chúng tôi có những cái sự chuẩn bị về mặt đấu pháp chiến thuật để giảm thiểu tối đa những tình huống mà va chạm mất sức như vậy. Về mặt cấu trúc của hình thì đồng thời là hỗ trợ khi mà chúng ta có bóng trên chân, nếu mà chúng ta mất bóng liên tục hoặc là bị chuyển đổi liên tục thì đương nhiên là cái sức lực của mình bỏ ra thì nó cũng sẽ tốn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì điểm thứ hai tôi nghĩ đó là nếu mà chúng ta nhìn vào trận Indonesia ngày hôm nay thì họ có đến 5-6 cầu thủ lai cũng như là thi đấu ở nước ngoài, thì tôi nghĩ đây là một điểm mà các cá nhân cầu thủ Việt Nam cũng cần có mục tiêu hướng tới để nâng cao trình độ. Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước nhưng giải đấu thì vẫn tiếp diễn với trận đấu gặp Iraq vào ngày 24 tháng 1 tới. Và hành trình của bóng đá Việt Nam thì sẽ vẫn phải tiếp tục. Tháng 3 tới sẽ là hai trận đấu liên tiếp gặp đội tuyển Indonesia. Trách cứ, buồn bã hay chỉ trích lúc này cũng là điều để nhận ra những vấn đề, nhưng chúng ta sẽ cùng tiếp cận vấn đề một cách phù hợp nhất để làm sao chúng ta sẽ có một đội tuyển Việt Nam với lực lượng tốt nhất, lối chơi phù hợp nhất, khắc chế một Indonesia đang tiến bộ vào tháng 3. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.